12 ca khúc lòng thương xót. Rồi, xin mời anh. Kính trọng cha, kính thưa công đoàn. Kính trọng cha, giờ tôi mới nghe có chữ kính trọng cha chứ không phải là trọng kính cha. Rồi, Việt Hùng, An Tôn Nguyễn Việt Hùng, ở giáo phận Phát Diệm, giáo xứ Văn Hải. Hôm nay con năm nay 65 tuổi. Con được ba ơn. Thưa cha, ơn thứ nhất là ơn được Chúa chữa lành cho con trai của con bị bệnh tràn dịch khí màng phổi và viêm màng phổi. Thế thì bị từ ngày 25 tháng 8 năm 2016 khi mà đưa con ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thì họ đưa lên khoa hô hấp thở oxy. Thế được một ngày bệnh càng nặng lên. Thế thì bác sĩ gọi lên bảo là con, thế thì sau ấy là con thấy nguy kịch quá, con mới nhớ tới số điện thoại của cha. Con nhắn tin cho cha 8 giờ tối, con nhắn vào thì sau 5 phút thì cha nhắn lại cho con. Cha và đã nhận được tin nhắn của con, cha và công đoàn sẽ cầu nguyện Chúa cho con của con được khỏi bệnh. Quả thật là đúng như thế. Đến sáng hôm sau con của con nó tỉnh táo, từ cõi chết mà chứ nó tỉnh táo. Nó mà bác sĩ đến kiểm tra bảo chuẩn bị đi mổ thì thấy cháu tỉnh táo, cuối cùng con của con không phải mổ nữa. Và đến nay quá trình từ năm 2016 đến nay con của con, bệnh của con nó đã khỏi hẳn. Kiểm ơn thứ hai là ơn em trai của con đã bỏ Chúa 30 năm, không đi lễ, không xưng tội. Em con năm nay 55 tuổi, công tác ở trên miền núi. Thế sau năm ngoái thì anh em đứa con lên chơi và mang một cái đài lòng thương xót của Chúa lên thì em con nghe, và đến nay em con đã xưng tội dựng lễ, đã quay về với Chúa, nhận được Chúa rồi. Hallelujah. 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 Một người mà 55 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa, tức là mới 25 tuổi thôi đã bỏ Chúa, đến mãi 30 năm sau mới quay về với Chúa, chỉ nhờ nghe cái đài lòng Chúa thương xót. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa thôi. Con người ta có khuyên bảo, khuyên răn, khuyên dạy cách nào cũng không được đâu, không ăn thua gì đâu. Chỉ có Chúa làm. Vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Ơn thứ ba. Ơn thứ ba, thưa cha, là dì ruột em của mẹ con năm nay 91 tuổi, đã bỏ Chúa hơn 40 năm. Từ năm 76 từ miền Bắc trở về quê chồng ở Quảng Nam, là từ đó là không đi lễ, không đi nhà thờ nữa, bởi vì sống ở đó toàn tòng là đạo Phật và đạo Tin Lành. Cho nên là về đó là 9 đứa em của con, em con của dì đó hiện nay cũng không đi lễ, không đi nhà thờ. Thế thì cách đây một tháng, anh chị em chúng con ở ngoài Bắc vào và mang theo một cái đài có 500 bài giảng của cha và một ảnh lòng Chúa thương xót. Mang vào thì dì con thì bị tai biến mà điếc nặng, không nghe được. Chúng con phải viết vào giấy để cho dì con xem và dì con nhận được, hiểu được, và dì con có khao khát xin được xưng tội dược lễ. Thế chúng con lại phải đi đến gặp cha ở Phú Hương. Đấy. Là cuối cùng là cha đến nhận lời của cha đến cho dì con xưng tội, sức dầu và dược lễ. Sau 44 năm. Tôi tặng cho anh chị tấm ảnh Thánh Faustina nha. Và đây là CD những ca khúc lòng thương xót Chúa. Con xin cha và công đoàn cầu nguyện tiếp cho
Rồi, rồi, chính người con của gì, bài gì đã được ơn quay trở về và chính người con chưa được ơn quay trở về. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người anh chị em đó. Rồi, mời cô.